Dạ em xin phép chào hai chị. Dạ chào ba. Hai chị có thể giới thiệu hai chị tên là gì? Em tên là Châu Thị Hồng Vân. Chị Vân là quê ở đâu? Ở Sóc Trăng. Sóc Trăng ha. Dạ. Còn chị gái? Chị tên là Kim Thị Tiết. Dạ. Quê cũng Sóc Trăng. Vậy là hai chị quê ở Sóc Trăng. Dạ. Hôm nay hai chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Đỡ hai dùng tím con. Tìm con. Tìm con. Dạ. Hai chị là mối quan hệ như thế nào đây? Gần làm xui. À, xui ra. Dạ. Ôi trời đất ơi. Vậy là chị đang cầm hình em trai là bên nhà trai. Dạ. Còn chị thì cầm hình bé gái là bên nhà gái. Dạ. Phải. Vậy là hai bà xui tương lai đây hả? Dạ. Ôi làm sao mà đi tìm hai đứa con đây? Tại vì nó nghe lời người ta, nó qua bên Campuchia vậy. Ôi trời đất ơi, là qua Cam rồi. Dạ. Cả hai đứa. Dạ. Ôi trời đất ơi. Con trai nhà mình họ tên đầy đủ là gì chị? Danh Quang Minh. Danh Quang Minh. Danh. Dạ. Văn Minh. Dạ. Bé nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, 21 rồi. 21. Dạ. Còn bé gái nhà mình? Bé gái Thạch Thị Hồng. Thạch Thị Hồng. Dạ. Nhiêu tuổi chị? Mới có 2009 nè. 2009 là mới có 15 tuổi hả? Dạ. Ôi trời đất ơi, 15 tuổi mà là dự tính cưới rồi hả? Dạ. Chừng nào cưới? Tại vì nói yêu nhau. Sang năm mới cưới. Năm. Trời đất ơi, cưới sớm vậy? Thì nó yêu nhau rồi cưới cho nó đi rồi để nó dắt nhau cũng vậy à. Yêu nhau cái gì? Mới 15 tuổi sang năm mới 16 tuổi mà cưới gì trời? Nhà nước đâu cho cưới đâu. Bộ mình tính làm đám cưới lén hả? Cái đó chưa biết nữa rồi. Ủa là hai bên nói chuyện chưa? Dạ, qua rồi, có nói chuyện rồi. Rồi, trao xính lễ chưa? Dạ, cho tới 88 này nè, tính qua làm lễ nè. Làm đám hỏi hả? Dạ, làm đám hỏi rồi, bây giờ nó vậy nó nghe lời bạn nói vậy. Hai đứa là yêu nhau lâu chưa? 2 năm rồi. Yeah. Ôi trời đất ơi, năm nay 14 tuổi mà yêu 2 năm, là 12 tuổi là yêu rồi hả? Dạ. Rồi. Nó quen trên điện thoại. Nó quen nhau vậy mà nó đâu có cần vậy, gần nhau đâu. Vậy hai đứa là trước giờ là ở chung với nhau hả? Hay chưa, sao? Không qua ở chung. Không ở chung mà tại vì nó qua đi tính làm bên Bình Dương á. Rồi nó qua đi được có mấy bữa là tính làm giấy tờ cho nó vô làm ở đây nè, làm Bình Dương nè. Lên Bình Dương là con nhà ai ở nhà nấy hay sao? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mới qua nhà bà xui á, tính cho làm ở đây. Rồi bây giờ nó nghe lời bạn bè nó đi vậy. Hai đứa có gần nhau không? Không, hồi đó tới giờ không có, mới qua bên Bình Dương này mấy bữa là nó đi luôn á. Ý là qua bên Bình Dương là có ở chung không? Nó qua nhà chị được chưa được từng đó. Vậy là em trai này qua nhà chị là ở luôn rồi hả? Ở nhưng mà cái nó chưa có, hai đứa nó chưa có ở chung. Ý là ở chung ở chung cho. Nhà thôi. Không, cái vấn đề nhạy cảm kia thì em không có hỏi. Ừ, nhưng dạ. Mà cái mới nó qua đây làm hồ sơ cho nó đi làm. Con nhà mình là 12 tuổi là yêu rồi. Bé học lớp mấy đây? Bé học lớp 4. Lớp 4 là nghỉ hả? Bố nghỉ rồi, hồi mùa Covid đó, cha nó đem lên đây. Sao nghỉ? Vì ở quê đâu có ai đâu. Gia đình lên đây hết trơn rồi. Thì cháu học trên này. Mình nghèo quá lo không được. Chị mấy đứa con? 3 đứa con. Bé này thứ mấy đây? Bé này Úc rồi. Nghèo hả? Nghèo. Nghèo lắm không? Nghèo lắm. Đi làm, ông chồng chị đi làm hồ. Chị làm gì? Chị làm công ty, tháng có 5 triệu à. Còn ông xã? Ông xã ngày có 200 mấy, 300 à. Và mùa mưa này thất bát làm đâu có được. Các con của chị là có con trai nào là đi, con gái là đi kiếm ra tiền chưa? Con chị gả hết rồi, còn có đứa này đó. Ủa, ba đứa gái hả? Dạ, ba đứa gái gả hết hai đứa rồi. Hai đứa gái kia lấy chồng sớm không? Nhỏ thứ hai lấy chồng 21 tuổi. Nhỏ lớn á? Dạ, còn nhỏ thứ ba lấy chồng 17 tuổi. Ô trời đất ơi, sớm quá. Đó là con cái nó tự nguyện đúng không? Đúng, mình nó tự nguyện cho mình đâu có. Không ép buộc được hả? Không ép buộc. Nhưng mà lấy sớm ha. Ừ. Giờ tới bé Út ha. Bây giờ tới bé Út. Vậy là hôm nay là hai bà xui có mặt tại đây. Dạ. Là để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Đi tìm con, nhưng mà đặc biệt gia đình nhà mình biết được cái thông tin là con qua Cam rồi. Dạ. Ô, con qua Cam rồi mình còn quay chi ở đây? Là ý của hai chị là như thế nào? Nhưng mà nó hồi nó đi á, thì điện thoại nó liên lạc không có được. Mới bữa hổm nó điện qua. Rồi bây giờ số điện thoại nó điện cũng vô mà nó bắt máy, không có bắt máy gì hết trơn. Con có gọi điện về báo tin gia đình nhà mình ra sao không? Có báo tin bữa hổm kêu lấy tiền đi chuộc kia. Bao nhiêu? 60. 60 triệu hai đứa hả? Dạ.
Rồi nhà mình sao không giúp hai bé về đi? Giờ giúp khả năng chị cũng giờ làm công ty cũng. À, em hiểu rồi. Ý của hai chị là hôm nay về đây như thế này này. Em nói xem có đúng ý của hai chị không ha? Dạ. Tức là hai bé bây giờ hiện tại đang ở bị lừa qua cam rồi. Dạ. Mà hai bé gọi điện về là kêu nhà mình là chuộc về đúng không? Dạ. Là 60 triệu như hai chị nói đúng không? Dạ. Nhưng mà khả năng gia đình là nghèo khổ đúng không? Dạ. Nên nhờ anh em quay phim. Dạ. Để nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ phải không? Dạ. Đó mình cứ nói quạch tẹt ra đi. Chị bây giờ nói vậy chứ giờ nghèo quá không có tiền chuộc con thì làm cộng đồng mạng nó ít rồi không có đủ trang trải trong nhà. Rồi bên đằng trai này, bên đằng trai là chị được mấy người con? Ba đứa. Bé này là con thứ mấy? Út. Cũng út luôn hả? Ừ. Út mà gặp út là sướng rồi. Út. Ở quê miền Tây nhà mình có cái câu là giàu út ăn nghèo út chịu gì đó đúng không? Dạ. Hai bé kia là trai gái? Hai đứa kia là đứa lớn là đứa gái, rồi thằng thứ ba là trai. Vậy là một gái hai trai? Dạ. Còn bên đằng gái là ba gái hết? Ba gái hết. Con trai nhà mình trước giờ là làm ở đâu? Nó đi làm bên Đồng Nai á, nó đi theo cắt máy cắt lúa. À, tháng được nhiều tiền không? Cũng mười mấy triệu à. Dạ. Ủa, một tháng mười mấy triệu á? Ừ. Mười mấy triệu là ngon lắm nha. Mười mấy là nhưng là có vụ đi cắt lúa gì đó, nó đi theo máy cắt á. Tức là chỉ có thời vụ thôi đúng không? Dạ, dạ. Chẳng hạn như là một năm được bao nhiêu tháng? Ba vụ. Một năm ba vụ là 10 vụ là một tháng à? Dạ. Còn bình thường thì em nó làm gì? Cũng nó đi vòng vòng ở dưới xứ, nó đâu có làm gì đâu, mới lên đi rồi qua bên bển. Chị đi làm bên Bình Phước á. Chị làm cái gì? Là bên xưởng điều á. Còn ông xã? Còn ông xã ổng làm cái nghề mổ heo thôi, tháng có 4 triệu 3 triệu à. Mổ heo á? Dạ. Thôi tốt nhất về kêu anh là đừng làm cái nghề đó nữa. Bây giờ nó kẹt quá, bây giờ ổng cũng đau hoài hà, rồi kêu ổng đi làm công ty là đâu có nhận đâu. Làm công việc khác đi, em nói nghiêm túc đấy. Dạ. Tháng có 4 triệu mà làm cái công việc đấy, em không, cái này em nói mặc dù em nói có thể là đụng chạm rất nhiều người. Dạ dạ. Nhưng mà chị có tin vào luật nhân quả không? Đúng rồi, chị cũng biết. Dạ. Chị có nghe người ta nói làm cái nghề mổ đó là sẽ không có hậu không? Dạ, đúng chị không? Biết. Mà tại vì bởi vì bây giờ năm nay chị kẹt quá rồi, bây giờ gắng qua sang Tết này đi rồi cho ổng đi hộ làm gì cũng được. Kiếm công việc khác mà làm, dạ. Đâu nhất thiết phải công việc đó đâu. Dạ. Vậy là bây giờ là gia đình là không có đủ khả năng. Dạ. 60 triệu mà hai bên gia đình không có đủ khả năng á hả? Không đủ. Chị có hai vợ chồng già làm. Mình có đất đai nhà cửa không? Nhà dưới quê cũng nghèo, mình mới lên tới Bình Dương làm. Ở quê có công ruộng gì không? Dạ, không có cái nền nhà không. Chị còn ông già nữa, ông tám mấy rồi bỏ ông ở nhà, chị lên đi chị làm. Anh em dòng họ là bà con là không có ai giúp được cái gì hả? Không có, nghèo hết. Rồi các con đi lấy vợ lấy chồng là cũng không có ai có điều kiện luôn hả? Rồi nghèo hết luôn, không có tiền luôn. Mình có họp gia đình mình bàn chuyện này chưa? Chị cũng có họp rồi mà nó không có khả năng. Giờ nhà mình chủ động được bao nhiêu rồi? Giờ được người hơn mười mấy triệu đi kiếm hôm qua kiếm hôm cố nữa. Ôi trời đất ơi. Bây giờ chị làm ngày ăn ngày giờ. Trời ơi, vậy là hai đứa này khi mà nó quyết định nó bị lừa qua đấy là nó đi xin việc làm hay như thế nào đây? Cái lý do hai đứa bị sập bẫy qua đấy đó mình có biết không? Hay là hai đứa đi xin việc làm hả? Tìm việc làm trên mạng hả? Hay sao mà bị người ta lừa qua đấy? Không biết nữa, tự chị đi làm về thấy 5 giờ mất hết con. Nó mang theo những thứ gì đi đây? Chị cũng không biết luôn. Nhưng mà có chắc ăn phải qua đấy không? Vậy nó bữa 2 tây tháng 8 là Minh nó có gọi về nó nói con ở bên cái gì Phú Quốc gì đó. Phú Quốc hả? Ừ. Phú Quốc thì đâu phải bên cam đâu. Nó nói ở Hoàng Phú Quốc gì đó. Số điện thoại hay là Zalo gọi về hả? Nó gọi Zalo, cái gì Facebook. Facebook. Dạ. Rồi mà nó không cho nhìn đâu. Nó chỉ là nó gọi về thấy vòng vòng nó ngồi thôi. Hai đứa con nhà mình em hỏi thật này, bên nhà trai và bên nhà gái đi ha. Hôm nay em là chủ hôn đi. Dạ. Chủ hôn giúp đỡ gia đình nhà mình được không? Dạ. Rồi bên nhà trai bên nhà gái này là hai con của mình như thế nào? Bên nhà trai trình bày trước đi. Dạ nó cũng ở nhà nó mà không có quậy quạng gì đi cái này chơi bời gì hết trơn á. Nó cũng được lắm. Ngoan không? Cũng nó cũng ngoan nữa. Mà không biết tại sao nó nghe lời bạn gì đó. Trước giờ nó làm là nó tích góp được nhiều chưa? Nó cũng không mấy gì có đâu, làm đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi hả? Dạ. Làm chưa tích góp được mà đòi cưới vợ hả? Dạ. Trời đất ơi.
Còn bên nhà gái là bé nhà mình cũng hoan không? Nó không có đi đâu chơi hết. Có chưng dị không? Nhìn hình nó là biết nó xấu xí, nó quê mùa. Xấu đâu xấu, em thấy dễ thương mà xấu gì? Nó không có biết sửa soạn mình đâu. Không biết sửa soạn mà yêu rồi. Tại vì thằng này nó không biết yêu lòng người hay sao. Yêu lòng người là sao? Thì vậy? Nhỏ này không biết sửa soạn mà nó yêu gì. Duyên là nợ của nó hay gì? Hôm nay là hai bà xui là phải nói chuyện phải đúng sự thật nha. Thiệt, chị nói lên, gì? Lên đây là phải kể sự thật cho có em giúp dùng chứ giờ lên đây nói dối ai tin. Hiếm lắm mới có một cái trường hợp, trước giờ là chưa bao giờ có cái trường hợp mà xui ra hai bên mà có mặt tại đây để mà đi tìm hai đứa con, đặc biệt là sắp cưới rồi. Giờ cả hai bên gia đình là cái chuyện này là lo lắng lắm đúng không? Lo dữ lắm, ngủ không có được, ăn cũng không được luôn. Bà xui khóc hoài luôn. Cái ngày mà hai bé lên quyết định lên Bình Dương để đi làm việc đó là mình dự tính cho bé làm việc gì? Công ty hay là như thế nào? Con bé của chị thì nó đi làm công ty. Mà nó làm được, nó vô nó tháng 6, tháng 5. Nó làm được có mấy ngày rồi nó nghỉ rồi. Rồi nó nghỉ ở nhà rồi nó mới được hai mấy và xui qua đây đó. Nó nghỉ tới nó qua bên bà xui ở đó mấy đi chơi mấy ngày. Rồi mới bồ nó Minh á mới nói thôi, bây giờ con xa người yêu con nhớ mắt con chạy qua chạy lại. Bé nhà mình hả? Ừ, Minh á. Rồi nó chạy qua bên ở bên à, chị. Bên đàn trai. Ừ, bên chị. Nó nói nó kêu bằng mẹ. Nó nói mẹ ơi cho con ở đây đi, con đi làm chung với Hồng. Rồi hai đứa con đi một xe đi xin việc làm. Hồng thì làm hồ sơ giả, còn nó thì làm hồ sơ thiệt đi làm. Rồi chị cũng ấy làm hồ sơ cho Minh rồi mà chưa có làm cho Hồng. Rồi làm cho nó rồi bữa thứ tư là bữa thứ năm nó đi rồi đó. Thứ tư sáng vậy hả? Dạ. Là thứ năm đi rồi. Chiều thứ năm nó đi rồi. Đi vậy là theo như dự đoán của em là hai bé này có thể tìm việc làm lên mạng xã hội. Thứ nhất là lên các trang mạng xã hội để tìm các trang việc làm và bị sập bẫy việc nhẹ lương cao. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là có thể bị bạn bè rủ dê lôi kéo lừa đảo mình bị sập bẫy. Có hai trường hợp đó thôi. Nhưng tới giờ phút này cả hai bé là gia đình nhà mình, theo những cái thông tin gia đình nhà mình chia sẻ là hai bé hiện tại là bị lừa bán qua cam rồi. Và gọi điện về cầu cứu số tiền là 60 triệu. Nhưng mà gia đình không có đủ khả năng. Nên hôm nay cả hai bà suy ra là có mặt tại đây, mục đích chính là nhờ sự giúp đỡ của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Nhưng mà cái này em cũng nói thật luôn với hai chị nhé. Bởi vì là em là người mà trực tiếp chuyện trò với hai chị thì em hiểu được cái hoàn cảnh của hai chị. Nhưng em cũng xin nói thật luôn như thế này. Trong thời gian vừa qua, cái tình trạng mà bị lừa sập bẫy qua Campuchia rất là nhiều. Và đặc biệt rằng là không riêng gì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải, cũng như rất nhiều các trang truyền thông, báo chí chính thống đã tuyên truyền và cảnh báo hàng ngàn video để cảnh báo rồi. Những trang truyền thông, báo chí truyền thống họ có trách nhiệm là họ truyền tải rất nhiều rồi để cho mọi người không phải sập bẫy bị lừa đảo rồi. Mà cuối cùng ngày càng bị nhiều hơn. Đó là do con em mình thôi. Thật sự cái này không phải là khi mà bị rồi em mới nói như vậy, nhưng mà do tất cả các bạn trẻ không hiểu sao mà cứ mê muội, cứ ham cái việc nhẹ lương cao. Cứ tìm cái công việc nhiều tiền để rồi làm khổ cha khổ mẹ. Đặc biệt hôm nay hai người mẹ về đây này. Đúng chưa? Mà bây giờ mình lên thế này, mình lên đây mình nhờ sự trợ giúp của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì cô chú anh chị cũng xin thua nhá. Như thế này, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đâu phải là máy in ra tiền đâu. Đúng không? Trước đây là giúp rất nhiều rồi mà bây giờ cứ hở ra cái con bị qua đấy là lên sinh thì kỳ lắm. Đúng không ạ? Nhưng mà vì cái điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà mình đúng không? Không có đủ khả năng. Thực sự thì bản thân hai chị không có muốn vác cái mặt lên đây làm gì hết đúng không ạ? Không để phải lên đây đứng trước bao nhiêu cái máy quay để mà nói lên như vậy. Không có ai muốn cái điều đó xảy ra. Nhưng mà hết cách rồi. Bây giờ chị hết đường. Cái đây vài hôm trước thì cũng có hai cái trường hợp như gia đình nhà mình cũng nhờ anh em quay, năn nỉ anh em cũng tư vấn rồi nhưng năn nỉ anh em quay thì giờ chỉ còn cách là nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thôi. Nhưng mà khi mà đăng lên thì cô chú anh chị, một số cô chú anh chị vào cũng có comment á.
tức là Bình Luận đó. Dạ. Và cô chú anh chị mà thằng Quân thì họ cũng phải đi làm cực khổ mới có tiền, đâu phải cái máy in tiền đâu, mà hở ra mà xin, đó có nhiều thì em truyền tải lại vậy đó. Còn cái trường hợp gia đình nhà mình thì em cũng làm để cho tròn tâm nguyện của hai chị, không phải hai chị lên đây mà để em nói này nói nọ đâu, không có đâu nha, bản thân em mà không có đâu, mà cái sự thật để em chia sẻ với hai chị để hai chị chuẩn bị được cái tâm lý là người chủ động, thì em cũng mong muốn rằng là cũng có nhà hảo tâm, cô chú anh chị mà trong quân nào đó thương tình cái hoàn cảnh của hai chị thì giúp đỡ được hai chị một phần nào đó thì đó là cái điều tuyệt vời. Còn được hay không thì anh em cũng không dám hứa, không dám chắc nhá. Bây giờ là con dại thì cái mang biết sao đây, biết sao bây giờ, khổ đúng không ạ? Nuôi của mình nó thôi, cái mà tấm lòng nó mình đâu có biết gì, nó làm gì mình đâu có biết. Một bé thì năm nay là mới 15 tuổi, một bé 21 tuổi. Dạ. Nhưng mà tí này em sẽ tư vấn cho hai chị nhá. Dạ. Bây giờ bé 15 tuổi với bé 21 tuổi, đặc biệt là mình không thể làm đám cưới được đâu. Có thể là các chị không hiểu luật. Dạ, chị cũng biết cái. Mình có biết luật không? Cũng biết cái luật sao mà luật đó biết sao, tại vì nó chưa đủ tuổi mà đi làm giấy kết hôn, tại tôi đâu có làm cho. Đúng rồi, ai làm? Dạ, tại vì nó nhỏ mà không biết tại sao nó là duyên nợ của nó hay gì. Đặc biệt là bên đàn trai em sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn nha. Dạ. Bởi vì con nhà mình đủ tuổi rồi, còn bé này là trẻ em dưới tuổi vị thành niên, là mình hiểu cái mức độ luật như thế nào rồi, đúng không? Bây giờ hai đứa nếu mà cứu được nó về á, tốt nhất là không phải là em nói những cái lời không tốt bậy bạ rồi nha. Nhưng mà chưa cưới được đâu em, đó là em có ý chân thành đấy. Ăn chưa no lo chưa tới, cưới cái gì, bé này đã đủ tuổi đâu. Thương nhau thì bây giờ mình đồng ý hai đứa nó thương nhau rồi, thì cứ cho nó thương đi. Bây giờ là 15 tuổi rồi, chờ thêm 3 năm là 18 tuổi. Thì bây giờ nó tạo dựng sự nghiệp đi. Còn em trai này mới 21, thêm 3 năm là mới 24 tuổi. Lúc đó mình cưới đã trễ đâu. Tạo dựng sự nghiệp nhá. Đồng viên mình có thể khoản trì lại đi. Mình làm nó anh gì thôi, bây giờ kêu cứu nó về được thì để coi nó. Đó thì bây giờ hai chị đi, bên nhà gái nói chung đi, có lời nào muốn nhờ tất cả cô chú anh chị, cái tâm nguyện của mình ngày hôm nay lên đây là như thế nào đó thì mình nói đi. Bây giờ lên đây cho mấy em giúp đỡ giùm chị đó. Đúng rồi, anh em tất nhiên là giúp đỡ gia đình nhà mình đó, giúp đỡ thì mới đang quay nè em. Nhưng mà ý của em là chị nói đi, chị nhờ, chị cần sự trợ giúp gì của cô chú anh chị, các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân như thế nào thì chị nói đi. Chị phải nói thì họ mới đồng cảm, mới thương, mới giúp được chứ. Chị nhờ sao? Ý của chị mục đích như thế nào? Bây giờ chị muốn cộng đồng mạng giúp đỡ giùm chị, coi chẳng có tiền của con đem về. Đó, để cứu con về. Của chị về. Khổ à. Tại con của chị có con nhỏ. Vậy là bé đi cụ thể là tới giờ phút này là được bao nhiêu ngày rồi? Nó đi 27 tháng 6. Trời đất ơi, 27 tháng 6 hôm nay là hôm nay là ngày 15 hả? Dạ. Hôm nay là 15 đúng không? Dạ. Đúng rồi, hôm nay 15 tháng 8 rồi. Dạ. 27 tháng 6, 27 tháng 7 tháng. Trời đất ơi. Vừa mới đi đầu tiên nó còn liên lạc được, nó cần điện được, tới sau này nó không liên lạc được nữa mới bữa ổn. Đi đầu tiên là nói sao? Nó đi đầu tiên mẹ cha đâu có biết không? Không, ý ban đầu là liên lạc được, nó nói sao á? Liên lạc nó nói sao, con ở đâu? Nó nói bây giờ con người ta bắt con đi Ba Cam rồi chị nói bây giờ con ở đâu rồi cho địa chỉ mẹ đi, rồi nó con cũng không biết ở đâu nữa, không biết tới đâu nữa, rồi nó nói vậy rồi không có sống nữa, điện thoại nó đi qua đó không có sống mà điện nó đâu có được đâu, khổ thế rồi mất tiêu luôn, mất tiêu tới nó. Rồi bây giờ đến chị đi, chị cái tâm nguyện của chị như thế nào thì chị nói đi. Bây giờ chị xin cơ mà cộng đồng mạng dùng trước á thì chị xin em mình xưng với cô chú anh chị trên cộng đồng mạng bằng em. Dạ. Giờ em hoặc con hoặc là như thế nào đó. Bây giờ em xin mà cộng đồng mạng dùng tiếp chị, tiếp em nữa, tiếp em và kiếm con. Không, mình nói rõ ra tiếp đôi khi cô chú anh chị có người hiểu có người không. Dạ. Là mình nói rõ ràng ra luôn, mình nói vạch tẹt luôn đi. Bây giờ em xin cộng đồng mạng dùng giúp em, giúp đỡ cho em. Hỗ trợ em cái gì? Hỗ trợ em cái gì? Hỗ trợ em nhưng mà có tiền đi chuộc con gì à. Rồi trước sau thì cộng đồng mạng dùng nhân
là thấy con của em á dùng nói con em cho nó gì à, sao nó gì được. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, rất nghẹn lòng. Bây giờ hai đứa, ví dụ bên nhà trai thì 21 tuổi thì nó có thể nó là đàn ông, nó có thể mạnh mẽ, nó cứng cáp hơn. Dạ. Nhưng vẫn tội là tội bé gái này này. Bé gái này là mới 15 tuổi này mà thân con gái mỏng manh này. Qua đấy là thật sự, qua đấy thì anh chị biết rồi. Dạ. Lúc nãy là có một em là mới được cứu bên Cam về đó. Chị thấy thân hình chưa? Dạ. Mà con của chị á, hồi nó đi, hồi nó lớn tới bây giờ nó không từng đi đâu hết. Không có từng đi đâu xa, vòng vòng ở thành phố thôi. Nó không từng đi xa mà tới giờ này nó nghe lời người ta nó đi. Đúng rồi, thì nó dụ ngọt mà. Dạ. Trong khi đó là hai đứa nhà mình đang thất nghiệp không có việc làm nữa. Thì nó kêu là đi hẹn nó phỏng vấn làm việc tháng 15-20 triệu. Nghe là thích rồi. Đâu có riêng gì hai con của nhà chị đâu, hai chị đâu. Mà rất nhiều các bạn trẻ khác, các em trẻ khác nhiều lắm chị ạ. Thậm chí là những người mà ba mấy 40 tuổi đã còn sập bẫy. Dạ. Nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, đây là tiếp tục là một cái câu chuyện mà bị sập bẫy việc nhẹ lương cao. Tới giờ phút này thì cả hai người mẹ đặc biệt rằng là xui ra tương lai về đây để mà nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ quay video lên để truyền tải cái tâm nguyện của hai chị. Thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị, ai mà thương tình cái hoàn cảnh của hai chị thì giúp được nhiêu thì giúp. Thì đó là cái tùy tấm lòng của cô chú anh chị. Ở đây anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là không phải là kêu gọi. Anh em không có kêu gọi đâu. Bởi vì anh em biết thừa biết rõ luôn rằng là những cái chuyện như thế này là xảy ra rất nhiều. Và đặc biệt rằng khi mà ta đăng tải lên thì anh em cũng rất là ngại. Thật sự là không muốn đăng nhưng mà cái hoàn cảnh của hai chị khổ quá. Từ đây hai chị cũng năn nỉ ỉ oi và nhờ. Bây giờ là hai chị chia sẻ là không có đủ khả năng để cứu hai con rồi, thôi thì anh em giúp đỡ hai chị. Thì anh em cũng thấy làm đúng cái tâm nguyện của hai chị. Thì mong rằng là cô chú anh chị ai thương được như thì thương. Em biết là cô chú anh chị là cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa rồi. Nhưng mong rằng cô chú anh chị cũng thông cảm với hai chị. Một cây một hoa, một nhà một cảnh cũng không có ai là mong muốn là về đây để mà phải lên đây đi xin tiền như vậy hết. Không có ai muốn là phải đưa cái hình ảnh của mình, cái câu chuyện riêng tư của mình để lên sóng làm gì. Thì mong cô chú anh chị có thể thương hai chị, giúp đỡ cho hai chị, hy vọng rằng cứu được hai bé và trở về Việt Nam một cách an toàn nhất. Cái sự việc của hai chị thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận nhá. Cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình. Thì hôm nay hai chị về đây nhờ anh em coi phim ghi hình với cái tâm nguyện chính là nhờ cô chú anh chị, các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước cứu giúp hai con mình trở về Việt Nam một cách an toàn. Hai chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ, chị đồng ý. Chị cũng đồng ý. Toàn bộ thông tin hai chị vừa chia sẻ có đúng? Đúng, với sự thật. Sự thật, chị không nói dối. Em phải hỏi hai chị như vậy. Tại vì có rất nhiều cái trường hợp về đây lợi dụng anh em, lợi dụng lòng tốt của cô chú anh chị trên mạng, những cô chú anh chị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như là ngoài nước. Trong cũng như là ngoài nước lợi dụng cái tình thương nhiều người người ta họ có thể là dựng dỉm các kiểu nhưng mà nên anh em hỏi những cái câu như vậy nên hai chị khổ quá. Bây giờ cả hai bà xui rồi, khóc nước mắt đỏ hoe nha. Hy vọng con về thì mình phải có cách có hướng nha. Mình nói cho con biết đi. Đặc biệt là em khuyên, em góp ý chân thành là không thể cưới được đâu nha. 14 15 tuổi cưới cái gì, không thể cưới được. Sau năm mới 16 không thể cưới được. Dạ. Mình cho nó thương đi thôi nha. Dạ. Tư vấn cho hai bé là kiếm việc nào ổn định mà làm. Dạ. Nha. Dạ. Qua đây cũng là một cái thông điệp, lời cảnh tình, cảnh báo tới tất cả các bậc phụ huynh, các bậc làm cha làm mẹ. Hãy tuyên truyền cho con em mình hiện nay là cái tình trạng việc nhẹ lương cao cũng như là rất nhiều chiêu trò lừa đảo trên các trang mạng xã hội. Mong rằng quý bậc phụ huynh hãy truyền đạt cho con em mình để con em mình nắm bắt được, tránh các trường hợp bị sập bẫy của bọn chúng. Đây là một hình ảnh thực tế để mà cô chú anh chị xem. Rồi thì xin phép cho hai chị, chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và hy vọng là trong tương lai cái tình xui ra để thắm thiết và bền vững nhé. Cái điều quan trọng đặc biệt nhất là hai con sẽ quay trở về một ngày gần nhất được bình an nhất. Rồi chào hai chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở một video tiếp theo.